Thưa quý vị, số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay ngày 29 tháng 7. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 tiếp tục nhích tăng gần 0,5% so với tháng trước. CPI bình quân 7 tháng vẫn nằm trong mục tiêu Quốc hội đã đặt ra. Giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng và mức đóng bảo hiểm y tế được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 năm 2024 tăng 0,48% so với tháng trước và tăng 4,36% so với cùng kỳ năm trước. Khác với xu hướng của năm 2023, CPI các tháng nửa đầu năm 2024 có xu hướng tăng, từ mức 3,37% trong tháng 1 lên mức cao nhất 4,44% vào tháng 5. Sang tháng 6, mức tăng CPI còn 4,34% và tháng 7 tăng 4,37%. Tính chung 7 tháng năm nay, CPI tăng 4,12% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,73% so với cùng kỳ năm 2023. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 7 năm 2024 với chủ đề Xúc tiến thương mại, phát triển thị trường sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo. Hiện một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang các thị trường lớn như EU, Mỹ tiếp tục phải đối mặt với các áp lực về điều tra phòng vệ thương mại, các rào cản kỹ thuật liên quan đến môi trường. Các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp tục gặp khó trong việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường. Trong bối cảnh đó, thì các cơ quan thương vụ đã đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, yêu cầu xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo trong thời gian tới. Thưa quý vị, nhằm kết nối đầu tư, phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, Hội nghị kết nối đầu tư phát triển công nghiệp bán dẫn thành phố Hà Nội 2024 đã được tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Tại hội nghị, các chuyên gia, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực bán dẫn đã cập nhật tình hình phát triển định hướng và các giải pháp thúc đẩy hợp tác của các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ bán dẫn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đặt mục tiêu phấn đấu hình thành 10.000 doanh nghiệp công nghệ số, phấn đấu hình thành 10 nhóm sản phẩm công nghệ số là sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội, phấn đấu ươm tạo được 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về công nghệ số, có khả năng cung cấp ra thị trường những sản phẩm dịch vụ công nghệ số phục vụ cho phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của thành phố. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Năm 2024 là năm tăng tốc bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục chỉ đạo quán triệt đến các cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ, bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và yêu cầu thực tiễn trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và thực thi hiệu quả các chiến lược đã ký, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chủ động, tích cực giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện kịp thời trách nhiệm hiệu quả những mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tạo ra cách tiếp cận thiết thực, kết quả có lợi cho người dân, kết thúc công việc và tạo ra giá trị. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen giai đoạn 2015-2024 và định hướng triển khai giai đoạn 2025-2030. Đây là cơ hội cho các nhà khoa học khắp cả nước trao đổi và chia sẻ về những kinh nghiệm, thành tựu đã đạt được, cũng như những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp định hướng mới nhằm nâng cao hiệu quả của chương trình. Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với các bộ ngành địa phương đã chủ động tích cực tham gia vào công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý và triển khai công tác bảo tồn, lưu giữ, khai thác và phát triển nguồn gen. Chương trình đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và quốc phòng an ninh. Công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen cần tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh hơn nữa, trong đó tiếp tục tăng cường, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ công tác bảo tồn, lưu giữ, đánh giá nguồn gen, gia tăng nguồn lực khoa học và công nghệ nhằm bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn tài nguyên của đất nước. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn về thanh toán lệ phí xét tuyển đại học năm 2024. Theo đó, thì thí sinh sẽ phải hoàn thành việc đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước 17 giờ ngày 30 tháng 7 và thực hiện nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8. Để tránh hiện tượng quá tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia thành 6 cụm tương đương 6 đợt để thí sinh các tỉnh thực hiện thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với 17 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo phối hợp và hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến thông tin tới thí sinh trên địa bàn để biết và thực hiện đúng theo lịch phân chia, đồng thời chỉ đạo các trường trung học phổ thông triển khai công tác hỗ trợ thí sinh. Trong những năm gần đây, chất lượng đầu ra của các trường đại học luôn là câu chuyện nóng tại nhiều diễn đàn về kinh tế và giáo dục. Và vấn đề đặt ra là các trường đại học đã và đang làm gì để bảo đảm nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên. Ngày 28 tháng 7 năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tốt nghiệp tháng 7 năm 2024. Đây là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của mỗi học viên, sinh viên, đánh dấu thời khắc mà họ sẽ chính thức gia nhập thị trường lao động, sẵn sàng đóng góp cho xã hội và nền kinh tế. Đối với nghiên cứu sinh thì tôi cho rằng một trong những cái kỹ năng vô cùng quan trọng đấy là kỹ năng nghiên cứu khoa học. Và hiện nay thì các nghiên cứu sinh của Trường Đại học Kinh tế Quốc gia Hà Nội cũng đang được trang bị và quan tâm rất nhiều về kỹ năng này. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng trong những khóa đào tạo nghiên cứu sinh tiếp theo, nhà trường có thể tổ chức thường xuyên hơn những buổi giao lưu giữa nghiên cứu sinh và doanh nghiệp. Từ thực tiễn cho thấy, trách nhiệm của các nhà trường chính là việc đảm bảo chất lượng đầu ra của người học. Và điều này thì không thể chỉ nằm trên các tấm bằng cử nhân loại khá, loại giỏi hay xuất sắc. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm luôn là con số biết nói, khẳng định chất lượng đào tạo có đáp ứng với nhu cầu của xã hội hay không. Số lượng tốt nghiệp đại học của Việt Nam là một số lượng lớn. Ngoài Việt Nam ra, chúng ta còn gửi nhiều sinh viên ra nước ngoài học tập. Tuy nhiên là cái chất lượng mà của các em thì cũng cần phải chú ý. Đấy, bởi vì sau một thời gian các em làm được cái gì, các em hoàn thành được cái nhiệm vụ gì của doanh nghiệp thì cái này có thể nói là chất lượng cũng vẫn còn chưa cao. Việt Nam hiện nay đứng trước rất nhiều các cái thách thức về con đường phát triển, đặc biệt là với các doanh nghiệp Việt Nam thì cần rất nhiều các cái lực lượng lao động mới mà có thể đáp ứng được về có thể là về chuyển đổi số rồi về cái sự dịch chuyển vân vân trong rất nhiều ngành lĩnh vực khác nhau. Thì theo tôi sẽ cần có những sinh viên mà được trang bị một cách rất là bài bản và có thể thích nghi, có thể thay đổi được trong cái môi trường toàn cầu hiện nay, và do đó thì chúng tôi rất là đau đáu với việc là thay đổi và sáng tạo làm mới những cái chương trình đào tạo để làm sao sinh viên có thể được trang bị tốt nhất trước khi ra trường. Việc các trường đại học chú trọng đào tạo, siết chặt đầu ra không chỉ là trách nhiệm tự thân mà còn là trách nhiệm với người học và xã hội. Để nâng chất lượng đầu ra, liên kết đào tạo với các doanh nghiệp là yêu cầu gần như bắt buộc hiện nay.